Dự thảo hiện quy định theo hướng chỉ điều chỉnh các trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà mà không được bán cho các tổ chức, cá nhân khác, kể cả bán cho công ty điện lực. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc cho phép mua bán điện giữa các tổ chức cá nhân trong cùng một tòa nhà sẽ có thêm nguồn lực để phát triển điện mặt trời mái nhà, giúp cân bằng phụ tải tốt hơn do hạn chế được lượng điện dư, nên cần được khuyến khích. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng cho phép mua bán điện mặt trời mái nhà giữa các khách hàng mà không truyền tải qua lưới điện quốc gia.